Khi mở máy thì máy luôn luôn ở chế độ bán tự động, có nghĩa là có bàn tay và cần phải ấn nút Start này thì máy mới đẩy ly vào. Bây giờ mình sẽ thử trên hai cái chế độ. Đây là bán tự động, cho ly vào, bấm nút. Chuyển qua chế độ tự động. Thank you.